Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu và chia sẻ cho các bạn một cái format tool. Tool này dùng để học từ vựng tiếng Anh một cách nhanh chóng hơn. Đây là cái file của cái tool các bạn có thể download ở cuối video của mình. Thì đây là phần giao diện của cái tool. Thì trước tiên các bạn cần lưu ý cái phần tùy chọn. Khi các bạn click vào như thế này thì là nó sẽ tìm chính xác cái từ của các bạn cần tìm. Còn nếu bạn bỏ ra như thế này thì nó sẽ tìm gần chính xác. Nó liệt kê tất cả những cái từ nào mà có trong database mình đã build sẵn cho cái tool này. Ví dụ bây giờ mình cần tìm cái từ book. Mình enter. Thì đây các bạn không chọn, do các bạn không chọn tìm chính xác cho nên liệt kê ra tất cả những cái từ có cái từ book ở đây ra. Bây giờ các bạn, nếu mà các bạn tìm chính xác thì bạn click vào đây thì là nó sẽ liệt kê mỗi cái từ book ra không thôi. Thì khi mà có được cái từ này rồi, các bạn bây giờ các bạn muốn ghi nhớ được cái từ này thì các bạn click vào anh sinh viên này thì nó sẽ book nhấn b o o k book. Đây, như vậy là nó đã nhấp nháy cái từ này và nó đọc cái từ này ra, sau đó nó đánh vần từng ký tự trong cái từ này. Các bạn có thể lặp lại bằng cách nhấn vào đây một lần nữa và nó nhấp nháy cái nghĩa của cái từ này. Các bạn có thể lặp lại, nếu mà các bạn không muốn nó đánh vần từng ký tự, các bạn có thể lặp lại bằng cách click vào một trong hai ô này và các bạn click vào cái loa book thì là nó sẽ chỉ đọc lại không cho các bạn thôi. Book. Đây. Đây cũng là một cái cách để các bạn tìm nghĩa của từ. Ví dụ bây giờ các bạn cần tìm từ vocabulary. Bây giờ các bạn không nhớ là viết như thế nào, các bạn enter thì nó sẽ tìm không thấy, nhưng mà các bạn bỏ cái option tìm chính xác này ra thì nó sẽ liệt kê ra tất cả những cái từ có cái dòng là vocal như thế này. Và như vậy các bạn là sẽ biết là có ba cái từ này, do mình trong database mình build là hiện tại là có ba cái từ này nó liệt kê ra trong database ra. Như vậy các bạn copy cái từ này vào, ví dụ, hoặc là copy cái từ này vào. Các bạn cần học cái từ này, các bạn bỏ vào đây và enter thì là nó sẽ ra được cái nghĩa của cái từ. Và các bạn học thì các bạn click vào đây. Vocational. Đây. Bây giờ để tìm từ tiếng Việt thì như thế nào? Các bạn có thể bỏ từ tiếng Việt vào đây, gõ tiếng Việt từ vựng chẳng hạn. Đây, các bạn enter thì nó sẽ ra cái từ tiếng Anh như thế này. Và các bạn có thể vocabulary đọc. Các bạn chọn vào đây và vocabulary đọc. Còn các bạn muốn ghi nhớ thì các bạn copy cái từ này. Copy cái từ tiếng Anh, các bạn bỏ vào đây. Enter và các bạn click vào tìm chính xác nhé. Thì cái này vocabulary đọc, đặt v đọc từng o ký tự cho các bạn xem. C A B U L A R Y vocabulary. Đây, như vậy là nó đã nhấp nháy và nó đọc từng ký tự để cho các bạn dễ nhớ. Ví dụ bây giờ mình cần tìm một cái từ khác, từ trường. Trường, mà enter thì nếu do các bạn click ở đây là tìm chính xác cho nên nó sẽ không tìm thấy. Các bạn bỏ ra thì đây nó sẽ liệt kê ra tất cả những cái từ mà nó tìm thấy ở trong database. Đây. Thì bây giờ các bạn, ví dụ bây giờ các bạn cần tìm cái từ environment này. Đây. Bỏ vào đây. Enter. Thì đây nó là nghĩa của nó là môi trường. Đấy. Thì các bạn click vào đây. Còn bây giờ các bạn muốn cho nó đọc từng ký tự mà không cần phải nhấp nháy ở đây thì các bạn click vào đây. N V I R O N M E N T Environment. Đây, như vậy là nó đọc từng ký tự và sau đó đọc nguyên cái từ này ra và nó nhấp nháy vô cái nghĩa để cho các bạn dễ nhớ. Thì các bạn click vào đây thôi, là lặp đi lặp lại thì cứ click vào đây. Hi.
R O N M E N T Environment. Ví dụ bây giờ mình cần tìm từ trường học đấy chẳng hạn. Đây. Thì nó ra cái từ này. Nhưng mà bây giờ mình tìm cái từ school không chẳng hạn. Đây. Thì nó báo là nó không tìm thấy. Thì bây giờ để update, để thêm cái từ school này vào cái database của cái tool này, thì các bạn vào cái nút update database này thì nó sẽ mở ra các bạn một cái sheet mới chứa database, chứa những cái từ vựng mà mình đã bỏ vào sẵn ở đây. Thì cái cột A này thì các bạn có thể đặt là mục lục, thì ở đây mình để là level 1 đi chẳng hạn, phần user define. Sau đó đặt cái tên của cái từ mà các bạn cần thêm vào và cái nghĩa trường. Thì nếu mà các bạn cần thêm từ tiếng Việt thì các bạn bỏ vào đây, từ điển tiếng Việt. Thì trong bình thường mình làm là có cả tiếng Anh và cả tiếng tiếng Việt, để khi mà họ họ tìm tiếng Anh thì nó sẽ ra tiếng Việt, mà họ tìm tiếng Việt thì nó sẽ ra tiếng Anh. Sau đó các bạn ẩn cái, nhấn Ctrl S để lưu cái file này và nhấn ẩn cái database này đi để cho giao diện nó nhìn nó đẹp thôi. Và bây giờ mình vào đây mình enter lại thì là nó đã tìm thấy ở đây. Và bây giờ mình lặp lại cái quá trình mà mình School. Thấy thôi, mình học S. thôi. C H O O L School. Đây nó đã xong, bây giờ mình chỉ cần đọc cái từ này không thôi, mình muốn nghe nó đọc như thế nào thì School. Mình bật cái loa này. Đây. School. Ở đây nó không phân biệt, ở đây chỗ các bạn gõ vào đây thì là nó không phân biệt tiếng Anh tiếng Việt, cứ thế là nó tìm thôi. Và nếu mà các bạn có để khoảng trắng hay là không khoảng trắng thì là nó vẫn hiểu nhé. Ví dụ bây giờ mình khoảng trắng đây, khoảng trắng cái rồi school. Rồi khoảng trắng đằng sau mình enter thì nó vẫn tìm thấy. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái phần code. Thì để xem được cái phần code, các bạn vào developer, các bạn design mode và click vào Visual Basic thì nó sẽ mở ra các bạn cái phần code ở đây. Thì trong cái phần code này các bạn có thể đọc và tìm hiểu ở cái phần code mình viết ở đây. Đây. Trong đây có một cái module, thì trong cái phần module này mình dùng để nói và nhấp nháy cái từ đây và ở đây ra và ở đây. Thì cái phần step to speak thì các bạn dùng chủ yếu là cái phần application của cái Excel. Đây, cái phần nói và nhấp nháy thì mình dùng cái slip này. Ở đây slip phần 200 mili giây. Và để mà thay đổi được cái phông chữ, cái kích cỡ thì mình dùng các tính năng này. Đây, các bạn có thể để cho nó nhấp nháy thì mình lựa chọn là mình thay đổi chữ và phông chữ, thay đổi màu và sau đó mình delay, sau đó là lặp lại thì là nó sẽ nhấp nháy được. Còn ở cái phần này là mình assign một cái macro và cái hình này. Đây, mình assign một cái macro speaking và cái hình này, thì là khi click vào đây thì là nó sẽ tự động là nó sẽ nói. Cái loa này cũng vậy, cái loa này thì mình cũng dùng một cái macro, mình assign một cái macro đây speaker để cho nó nói. Còn phần handle chủ yếu là ở cái phần main này, thì là mình handle cái phần selection. Đây, cái phần selection thì khi mà người dùng chọn vào cái ô nào thì mình sẽ viết cái code tương ứng cho cái ô đấy. Thì các bạn tìm hiểu về cái code này ở đây. Thì cái tool này mình không có che code, các bạn có thể tìm hiểu code
cho phần và có thể review lại cho các bạn sau này. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video kế tiếp.